chán thế, chả học nữa. Mới lớp 11, việc gì vậy? Ôn thi Trung học phổ thông quốc gia từ bây giờ làm gì? Chơi à? Nhưng mà xuất phát sớm là một lợi thế. Thôi học. Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Đừng lo, vì tất cả các kiến thức trọng tâm đã được gói gọn trong khóa học Beeline BM dành riêng cho các bạn học sinh 2K4. Khóa học Beeline BM 2022, lộ trình luyện thi, luyện đề tổng ôn, học kỹ các môn toán, lý, hóa, sinh, anh, từ cơ bản tới nâng cao, lộ trình đảm bảo phù hợp với tất cả các bạn học sinh. Đặc biệt, 200 bạn 2K4 đăng ký nhanh nhất sẽ được học phí ưu đãi lên đến 65%, từ 1.7 triệu còn 799.000 đồng. 2K4, đăng ký ngay thôi!